Xin chào cả nhà nha, chào mừng cả nhà đến với kênh của Tân nha. Thì đầu video Tân chúc cho cả nhà thật nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Vô anh Tân. Sạch không? Chào cả nhà nha. Hôm nay mời cả nhà theo chân hai anh em mình đi thăm luồng lờ trong đây nha cả nhà. Cách hả? Cái đầu tiên tới cả nhà. Bị rách rồi. Cái nữa cả nhà. Khô gan hả? Dính con gì ạ? Ồ, con ếch cả nhà. Trời ơi, con rắn nó chết, bị bấy cho anh tôi. Gắn với con ếch. Bắt con ếch thôi, bỏ con gắn. Vừa gắn nước nó bự. Ghê thiệt chứ. Gắn này hơn nửa ký. Ếch chạy hết nổi luôn. Thế rồi. Sao thế rồi? Giờ đâu ta? Nhưng giờ bên đây thì phải. Hả? Giờ bên đây thì phải. Đúng hả? Bên đây là cái này. Đó nè. Bữa anh nhớ giờ đi mà, anh nhớ giờ đi mà. Đây, đúng rồi, giờ đây nè. Khô à. Đó. Có cá được rồi. Phải cái đó giờ đây không ta? Đúng rồi, cái đâu có gần dữ vậy. Còn cái chê, còn cái chào nữa nha. Giờ đây. Bữa em nhớ anh giờ đi mà. Ô vậy cũng được rồi. Cá là được, có cái chê là được, có cái rô nữa kìa. Giờ đi đang cui luôn ha. Còn nhớ cá rồi cả nhà ơi. Chết là lầm rồi. Bữa mất ở đây hai cái loại đây. Cứ cây hả? À, bữa mất lời đây quá trời, không dám để. Bữa nó chích nó gặp nó lụm hết. Okay.
dướng cái gì á. Tay cái này thôi. Còn còn cái chín cá này nè. Cái gì đây nè? Hai bà con có chơi luôn. Vô. Được rồi, cãi. Có dính là được rồi. Em sẽ sợ. Em dính cãi. Có dính được cả nhà. Ôi chết. Trời ơi, con này chém kia đổ máu kìa. Chém kia xịt máu, chê. Cái gì vậy? Thầm là cái chê. Kệ nó, nó dính được rồi. Cái chê này đủ ha. Chê bự đó nha. Bóp chặt không được. Vô. Có dính rồi cả nhà. Gấp gió thành bão chứ tự nhiên không có bão sẵn nè. Vô. Lờ luôn. Lỡ là anh Tư ơi. Cả nhà ơi. Ôi. Không có cái lóc nữa hết à? Chê không hết à? Ôi ôi, chê vàng kìa. Con chê vàng chét luôn nè. Ghê rồi. Vậy mới được chứ, gỡ lại chứ. Mấy cái lò nó mắc ủ quá. Để cá lấy chứ đâu, chích lấy chứ đâu. Bị lò tặc nữa cả nhà ơi. Này có xuất hiện lò tặc nhiều quá. Cái một thì trả cái hai cái lời cuối này thì chứ chạy cái một trời. Con cá chì vàng ngon ghê lắm. Được con cá chì vàng chì vàng lại mình là con cá đi lắm. Hết mệt cả nhà đi kiểu này nó dài luôn nó mất lại đã chì vàng. Vô hả? Ở đâu, 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 đâu. Ồ, con gì nhúc nhích dữ rồi. Con dở luôn ra. Nè, cả nhà coi nè. Hả? Gắn cái gì vậy? Anh dở đi. Cái gì vậy? Gắn mẹ ơi. Nè, anh cầm là anh dở. Anh dẫn đi. Gắn cái gì? À, cái quay coi, quay coi coi. Nó, nó. Cá, cá, coi, quay kỹ coi. Nè, nè, anh cầm là cầm cái vỏ. Cái gì đó hả? Cầm vỏ đây, anh dở. Đặt cái giò lên rồi đó. Ôi cái quá cái chơi Tư ơi. Nhà cái nhà nè. Một lợi. Ôi 45 cái. Sao nhỏ vậy? Giờ nó chạy rồi sao? Ôi nó ngồi nó câu mà không thấy là mình. Đã không cả nhà. Nè. Có bự không? Dở luôn rồi chơi kìa. À biết rồi. Này để cử nữa. Để cử nữa đây thấy tiếc quá. Để lỡ rồi. Không, cả nhà thấy được. Ghê lắm. Thấy được chứ. Bốn con còn một tí. Năm con. Xe tới rồi. Rồi không để nó chạy. Đã. Tắt máy rồi cả nhà. Ở đây đông người quá. Ở đây không? Vô.
Trời, không có con cá chê kìa. Đóng cá luôn. Cái gì vậy? Bắt cá chê thả bên bờ đi. Cá chê bị gì? Bị bệnh hay gì? Bị sắc chuyển. Bỏ đi mà. Bỏ đi. Đóng lại cá sặc luôn nha. Cái gì vậy? Cá sặc rồi. Cái gì nữa? Chê nữa. Chê. Gắt rồi đưa ơi. Gắt là rồi. Gắt trên hai lỗ rồi. Con cá chê cái nhà mà gắt lời. Ê, làm sao qua bán kia kinh mà. Chạy xe vòng quá. Giờ mình quên luôn hả? Không, cắt cái này à. Chê ngon hết chứ. Có gì cọt nữa không đặt lại thôi. Thôi bỏ mẹ đi. Ơi. Chê nhảy vô ngoài. Vô. Không có lần đặt nữa rồi, chết nữa. Chết à. Vô không tôi. Nó hơi nhít nữa trời. Chết cá. Ồ chết cá. Trời ơi, cá bị nhảy nổi rồi mày. Cá bị nhảy lật rồi. Cá ngựa đúng không? Quá trời bự cá. Mấy cá ngựa này vô chi vô hoài vậy ta. Để thử chuyến sau nữa coi. Cái lóc nửa tí tí gì vậy? Đó. Lượm. Đây với cái đội cả nhà gỡ lên chứ. Đây cả nhà ơi. Vậy từ vừa thôi, dễ dữ vậy ông. Hay là gió ta. Không, nó thấy động nước mà nhúc nhích. Đấy. Thấy động nước nữa nè. Lụm liền. Lóc đây ngon rồi. Ê cá lóc đây. Cá lóc cũng đen cả nhà ơi. Đây cả nhà ơi, hai anh em về tới nhà rồi nha. Được cá này nè. Xong rồi, nghỉ rồi. Này cá bộ cũng được chứ không có thất thu mấy đâu. Ngon ấy. Chơi không chị Tư? Rồi. Nhảy ngoài nữa cả nhà ơi. Cái thao này nó nhỏ quá. Được có hàng cá lóc rồi chị Tư. Hai cá lóc hả? Hai cá lóc cả nhà. Cái chơi không? Mấy chục cái chơi. Hết. Con. Quá đã. Thôi clip mình dựng đây cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà đã xem clip hai anh em mình nha. Nếu cả nhà thấy clip hay cho anh em mình xin lượt đăng ký kênh, lượt like nha. Cảm ơn cả nhà nhiều. Quá trời. Cũng được 3 kg thôi chị Tư.